thống này được điều khiển là dựa vào cái thông số nhiệt độ đầu ra. Nhiệt độ đầu ra là bây giờ mình đang để là 85 độ C. Tất cả những hệ thống này nó sẽ theo cái nhiệt độ xoay quanh đó. Nếu như anh xét mà để 75 độ C để nước sôi thì cái băng tải trong này nó sẽ chạy chậm đi. Hay là hệ thống bơm này nó sẽ bơm chạy chậm đi. What I can set what is the higher one? The highest. Because maximum is 100. Bao nhiêu là 85 độ đúng. Tối đa là 90 độ. 90 độ đúng không? Là 90. Tối đa là 90. Là năm nhất. Là sau này đầu bài này có thể thay đổi. Là ví dụ như là cái nước mà sau khi mà tiêu thụ cho hai cái bên tinh hai này nó bay về, nhiệt độ nước nó lại nóng quá. Đó, thậm chí là có thể là nó chỉ giảm đi khoảng độ vài độ thôi. Hoặc là như này, khi mà đổi cái nguyên liệu thì lúc đấy cái thông số của cái băng tải nó lại khác. Nếu như mình cứ giữ nguyên cái này thì rõ ràng là không kinh tế. Đặc thù với phần boiler là rất là khó điều khiển, giữ được chính xác cái phần nhiệt độ nước cấp cho dây chuyền thiết bị, cho nên là cái phần điều khiển của nó khá đặc thù. Đầu tiên là được lựa chọn về phần cảm biến, để lựa chọn cái cảm biến nó ổn định trong quá trình chạy, nó luôn giữ được cái ổn định tín hiệu. Thứ hai là cái việc về thuật toán để giữ được cái ổn định nhiệt độ. Cái ổn định nhiệt độ thì nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm nguyên vật liệu đầu vào, độ ẩm, tốc độ gió, nhiệt độ môi trường. Nó rất nhiều tham số để nó ảnh hưởng đến cái nhiệt độ đầu ra của nước. Cho nên là cái bài toán điều khiển ở đây là mình phải dùng bài toán điều khiển phòng lọc rất nhiều. Thêm vào đó là cái nguyên vật liệu đầu vào của mình nó thay đổi theo từng đợt nhập vật liệu, cho nên là cái toán nó cũng phải linh động để là luôn luôn đạt được cái nhiệt độ mong muốn cố định cho dây chuyền.